Xin chào các bạn. Hôm nay thì Nhung sẽ giới thiệu những cái màu xe Vario của cửa hàng của Nhung nha. Hiện tại thì cửa hàng của Nhung đang nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, tên là siêu thị xe máy Hiếu Thành Phát nha. Thì các bạn hãy cùng Nhung đi quan sát những cái màu của Accenter, màu của Vario mà hiện có mặt tại cửa hàng Nhung nha. Đầu tiên là em Vario 125 màu xanh xi măng ha. Màu này ở trong cà vẹt của em nó ghi là màu xanh đen. Thì cái màu này không còn khá ra lạ gì nữa gì đối với các bạn nữa rồi. Màu này thì rất là đẹp và phù hợp cho cả nam cả nữ đi luôn, đều rất là đẹp luôn. Và cái em Vario 125 này bên Nhung đang bán với giá là 41 triệu đồng nhá. Rồi bên cạnh em Vario 125 là em Vario 150, màu này màu trắng và đi kèm theo em nó là cái mũ màu tím nhá. Anh quay một chút mũ màu tím cho các bạn xem. Cái mẫu này bên Nhung mới lên luôn, rất là đẹp và kiểu như là lạ, cho nên là các bạn hãy cùng nhanh tay để rước em nó về nhá. Màu này thì ở trong cà vẹt, nếu như muốn đổi màu cà vẹt thì trong cà vẹt của em nó ghi là màu trắng tím ha, trắng tím đen á. Thì giấy tờ của xe sẽ là hợp lệ. Và cái màu này bên Nhung đang bán với giá là 53 triệu đồng ha các bạn. Rồi. Bên cạnh Nhung là một em màu vàng, các bạn hay thường gọi là màu vàng chanh hoặc là màu dạ quang á. Nhưng mà ở trong cà vẹt của em nó ghi là màu vàng đen ha các bạn. Màu này thì bên Nhung có đi mũ màu xanh cho xe rồi, nhìn rất là mới luôn. Bên Nhung hiện giờ thì có gắn thêm mấy cái mũ cho xe Vario, cho nên là rất là nhiều xe, rất là đẹp luôn ha. Cho nên các bạn hãy cùng tới cửa hàng Nhung và xem và lựa chọn những cái màu ưng ý nhất đối với mình ha. Cái mẫu này bên Nhung cũng đang bán với giá là 53 triệu đồng ha. Ở phần trước này nếu các bạn thấy trống thì mình có thể gắn những cái bảng tên, hoặc là bên Nhung có gắn hỗ trợ gắn cái bảng Vario á, rất là đẹp luôn. Vario mà cái ốc titan á, nhìn rất là nổi bật. Rồi bên cạnh là em Vario 150 màu cam đen ha. Màu này thì cũng rất là nổi bật luôn. Màu này thì dành cho những bạn nào thích xích sự nổi bật ha. Tại vì màu này hơi là khá là nổi á. Thì màu này bên Nhung đang bán với giá là 51 triệu đồng. Màu này Nhung thấy các bạn nam đi rất là phù hợp, tại vì nó hơi cá tính mà. Rồi, phía sau các bạn cùng Nhung đi quan sát này. Thì hồi hôm bên Nhung thì đợt trước có hay độ em Vario 150 màu hồng sữa. Thì bây giờ cái hồng này thiên về bóng nhìn lạ mắt hơn một chút ha. Màu này là mẫu của 150. Cái này là tem dành riêng cho bánh bèo luôn, cho nên là các bạn nữ mà bánh bèo thì mình nhanh tay rước em nó nha. Màu này thì có giá là 51 triệu đồng thôi. Rồi bên cạnh là em Vario 150 màu xanh xi măng. Màu xanh xi măng lúc nãy Nhung cũng có nói rồi. Thì đây là mẫu 150 ha. Rồi. Thì hiện tại thì những cái màu Vario này thì các bạn chỉ cần đưa trước cho bên Nhung là khoảng 7 cho tới 8 triệu đồng là được rồi. Và cái thủ tục trả góp chỉ cần mang theo cho Nhung là cái chứng minh, hoặc chứng minh bằng lái hoặc là chứng minh hộ khẩu thôi nhá. Bên Nhung hiện tại có liên kết với 4 ngân hàng, đó là 4 tổ chức tín dụng như là HD, FE, HOM và ngân hàng MB. Thì mỗi ngân hàng sẽ có một gói lãi suất khác nhau. Thì các bạn có quan tâm gì thì cứ nhắn tin trực tiếp cho Nhung nhá. Thì hiện tại bên Nhung có hỗ trợ cho những cái bạn nào đủ 18 tuổi là mình có thể đứng ra mua góp được rồi. Và làm hồ sơ rồi hồ sơ trong vòng 20-30 phút thôi nhá. Thì hiện tại bên Nhung Vario có rất là nhiều màu luôn, cho nên là những bạn nào mà có muốn xem nhiều màu mà Nhung chưa quay được á, thì cứ nhắn tin cho Nhung để Nhung chụp những cái màu đó Nhung gửi qua cho các bạn nha. Hiện tại địa chỉ của cửa hàng Nhung là nằm ở khu phố Phú Nghị, phường Hòa Lợi, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương. Và các bạn có thắc mắc gì cứ trực tiếp liên hệ cho Nhung nhá. Số điện thoại Zalo cũng như là số cá nhân của Nhung có để bên dưới phần mô tả. Video của Nhung thì hôm nay tạm dừng tại đây đi. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Xin chào các bạn.